Chào các bé thông minh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những chữ cái thường ngày qua các con vật đáng yêu nhé. Chữ O. Chữ O, bé đoán chữ O là con gì nào? Đáp án, con sóc. Bé nhớ nhé, chữ O là con sóc. Chữ O. Chữ O, bé đoán chữ O là con gì nào? Đáp án, con hươu cao cổ. Bé nhớ nhé, chữ O là con hươu cao cổ. Chữ Ơ. Chữ Ơ, bé đoán chữ Ơ là con gì nào? Đáp án, con bươm bướm. Bé nhớ nhé, chữ Ơ là con bươm bướm. Chữ P. Chữ P, bé đoán chữ Phượng Hoàng là con gì nào? Đáp án, con Phượng Hoàng. Bé nhớ nhé, chữ P là con Phượng Hoàng. Chữ Q. Chữ Q, bé đoán chữ Q là con gì nào? Đáp án, con quạ. Bé nhớ nhé, chữ Q là con quạ. Chữ R. Chữ R, bé đoán chữ R là con gì nào? Đáp án, con rắn. Bé nhớ nhé, chữ R là con rắn. Chữ S. Chữ S, bé đoán chữ S là con gì nào? Đáp án, con sóc. Bé nhớ nhé, chữ S là con sóc. Chữ T. Chữ T, bé đoán chữ T là con gì nào? Đáp án, con tôm. Bé nhớ nhé, chữ là con tôm. Chữ U. Chữ U, bé đoán chữ U là con gì nào? Đáp án, con tu hú. Bé nhớ nhé, chữ U là con tu hú. Chữ Ư. Chữ Ư, bé đoán chữ Ư là con gì nào? Đáp án, con cừu. Bé nhớ nhé, chữ Ư là con cừu. Chữ V, bé đoán chữ V là con gì nào? Đáp án, con voi. Bé nhớ nhé, chữ V là con voi. Chữ X. Chữ X, bé đoán chữ X là con gì nào? Đáp án, con sói xám. Bé nhớ nhé, chữ X là con sói xám. Chữ Y. Chữ Y, bé đoán chữ Y là con gì nào? Đáp án, con chim yến. Bé nhớ nhé, chữ Y là con chim yến. Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái và đã có phần 1 và phần 2 trên kênh. Hy vọng mẹ và các bé sẽ yêu thích. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.